bao nhiêu tiền đấy? Không, em bán 50 anh ạ. To 10.000, bé này 5.000. Anh là trùng to. Còn bù lại 30.000 nhỉ anh ạ. Quảng Ngãi 3
ăn nữa. Ha ha ha.
nhá. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy lâu rồi không? Hôm qua vừa mới cắt đấy. Thank you.
vui là mày. Ở nhà ngoan không ấy? Hử? Ngoan không? Con tay nè. Con tay nè nhá. Con tay xe à? Con tay nè. Con tay nè. Thank you.
Vâng, quả này chín ngon lắm. Nó hay này nó. Thầu Âu chấm súp chín ngon mà. Hai ngọn, ba ngọn nữa thôi. Sau này á, không tiếp kỹ thì ăn không nên. Quả này lấy đi chấm súp ăn ngon lắm anh ạ. Thank you.
nó tự khác. Có cân lồng 2 túi không bà, 1 túi được vào nhặt. Con này á, không bánh cùng mua sữa nam mà cuối nhà này được.
xem nào. Thank you.
đây là mình đây luôn. Yeah.
đây em cũng em này cũng vậy. Con mẹ hai nhiên 25.000 à rồi. Cái này vừa phải mà thôi. Thế là còn bán 30 40 đấy. Phải tao mua này bác mà. Mấy đứa 10.000 con. Để ướp đây. Có một hàng hai dưới nó ăn ngon. Thank you.
À, chín chưa? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Woo!
là đi làm lại. Vâng, 10.000 một cân. Anh lấy 2 quả này phải. 3 quả đi. Họ toàn trồng rau này đấy. Dưa này nhìn thế thôi nhưng ăn ngon lắm. Quả này họ chất kín hạt kín hạt. Lấy đủ 2 cân đi nhà anh nhỉ? Không không. 1 cân 6. Nhà điều kiện lắm có con. Ăn vào. 1 cân. Một tót ăn hàng 2-3 quả. Ừ. Đây em gửi tiền. Cảm ơn anh nhá. Thế em hồi thì anh rồi không? Thế em anh phải hồi mua hàng của em đi nè. Nhặt qua. Cái gì người ai bán cũng mua hủ hết. Thank you.
mà để la ăn à. Vậy mà này ngon nhất à. À. Ngon phải ăn cái lại mà uống đấy. Ngon đấy, cái này. Ôi, hơn rồi. Bao nhiêu? Thôi lấy 30 nghìn. Thank you.
ơi, ăn bánh đi. Nhàng ăn thôi. Ăn đi. Để ta bắt xong. Ngon không ấy? Mày thấy ngon không? Rồi. Chạy tí nữa nha.